Bên cạnh nhà bạn của mình có ba cây phượng tím, nhìn rất là đẹp. Mùa này chắc là mùa phượng, cho nên mình đi đâu cũng thấy toàn là hoa phượng tím. Mà cây nào cũng hoa đầy cây hết, không thấy lá đâu hết á. Cây nào nhìn cũng tím một cây luôn. Mình không biết bông này tên là gì nữa, nhưng mà thấy ở ngoài dọc đường người ta trồng rất là nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay mình đến thăm nhà bạn của mình. Nhà bạn của mình có rất là nhiều cây ăn trái. Bây giờ mình sẽ quay một vòng để các bạn cùng xem nha. Các bạn nhìn có biết trái này là trái gì không? Cây này là cây xoài đó các bạn. Mình sang thăm mùa này không phải là mùa xoài, cho nên cây xoài những cái trái nó chưa có chín. Nhìn cây xoài như vậy mà trái quá trời trái, nhìn thấy mê luôn á. Mình không thể đếm hết được, nhiều quá à. Bây giờ những cái trái này nó chưa có lớn, nó chưa có chín, mà nhìn đã xum xuê như vậy rồi. Thì khi mà những cái trái xoài này nó chín hết rồi, nó lớn lên rồi đó, thì mình nghĩ cây xoài sẽ càng xum xuê hơn, nhìn sẽ càng thấy thích hơn nữa. Bây giờ nhìn là đã thấy ham quá trời rồi. Mai mốt trái lớn lên nữa, nhìn chắc còn mê chết hơn nữa. Mình nhìn thấy như vậy thôi đã thấy ham quá trời ham rồi đó. Rồi bây giờ các bạn ngó cây này nha. Nhìn xa xa như vậy các bạn có đoán được là cây gì không? Để mình quay gần lại một chút xíu nha. Rồi bây giờ nhìn các bạn có đoán được chưa nè? Cây này là cây hồng. Trái hồng này là trái hồng giòn đó các bạn. Loại trái hồng mà trái nó dẹp dẹp xuống một chút xíu đó. Cây thì nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà trái quá trời trái, nhìn mình mê luôn đó. Vì trái còn nhỏ cho nên nó màu xanh, cho nên mình nhìn không thấy rõ được. Nhưng mà đứng ở gần á thì trời ơi, cái cây quá trời trái, mỗi một chùm nó là 4-5 trái. Mà nó mọc quá trời, nó mọc xum xuê luôn. Còn cây này thì các bạn nhìn chắc là biết liền phải không? Vì rất là dễ mà, ở Việt Nam mình trái này rất là nhiều. Đây là cây thanh long đó các bạn. Bây giờ chỉ mới mọc hoa thôi. Những cây thanh long này khoảng tháng 9, tháng 10 là bắt đầu có rất nhiều trái. Năm ngoái mình sang lúc tháng 10, trời ơi trái quá trời đầy một cây. Mình hái cho mình ăn trái nó ngọt, ơi là ngọt. Nhưng mà bây giờ mình sang là trái mùa rồi. Còn cây này bây giờ mình đố các bạn đoán được là cây gì đó. Nhìn cái cây như vậy rất là khó đoán. Nhìn trái thì có thể các bạn sẽ đoán được. Các bạn đã đoán được là trái gì chưa? Cây này là cây táo tàu đó các bạn. Mình sang mùa này là chưa có trái nào chín hết trơn á. Táo tàu này khoảng chừng 3-4 tháng nữa mới chín, mới hái ăn được lận. Mà những trái táo tàu tươi này đó, lúc mà hái xuống ăn liền, trời nó giòn mà nó ngọt. Cái cây của nhà bạn mình trồng nó ngọt gì đâu á. Mà cây nào nhà bạn mình trồng cũng rất là nhiều trái, rất là sai trái. Có nhiều lúc mình sang thăm đúng mùa trái cây chín á, trời ơi mình ra mình hái vô ăn sướng luôn á. Còn cây này các bạn nhìn xa xa như vậy, có đoán được là cây gì không? Xứ này là xứ của cây này đó các bạn. Nhà nào hình như cũng có một cây hết. Cây này là cây bơ đó các bạn. Các bạn nhìn có thấy mấy trái bơ nhỏ nhỏ mới mọc không? Bạn mình nói bơ thì đến khoảng tháng 12, tháng 1 thì mình mới có thể hái trái vô được lận. Còn bây giờ thì chỉ nhỏ nhỏ xíu vậy thôi à. Còn cái cây này không biết các bạn nhìn có biết không? Chứ lúc đầu mình nhìn vô thì mình không biết là cây gì hết. Mình hỏi bạn mình thì bạn mình nói tiếng Mỹ nó gọi là fig, chữ F-I-G đó các bạn. Xong rồi mình tra từ điển coi fig là cái gì. Thì mình tra xong rồi mình mới thấy fig là trái sung. Vậy thì chắc cây này là cây sung, mà hồi trước giờ mình chưa có thấy cây sung bao giờ hết. Cho nên đây là lần đầu tiên mình thấy cây này đó. Lúc đầu mình nhìn thì mình tưởng đây là cây sake. Tại vì mình cũng nhớ mang máng cái lá sake nó nhìn cũng tựa tựa như vậy nè. Nhưng mà thì ra là không phải. Rồi bây giờ sang cái cây kế bên nha. Cái cây này thì hình như là chưa có cái trái nhỏ xíu nào hết trơn á. Nhìn toàn là lá không thôi à.
Mà nhìn lá như vậy các bạn có đoán được đây là cây gì không? Cây này là cây ổi đó các bạn. Năm ngoái lúc mà mình sang hồi tháng 10 đó, trời ơi ổi nó xum xuê mà ăn nó ngọt. Mình hái vô trái nào là ăn trái đó, trời nó ngon mà nó ngọt, nó tươi, nó thơm, nó giòn gì đâu luôn á. Mình ngó vòng vòng cái cây, thấy toàn là lá không à. Xong rồi mình thấy được có 2-3 cái hoa ổi. Lần đầu tiên mình mới thấy cái hoa ổi đó các bạn. Nhìn nó cũng tựa tựa như cái hoa đào vậy đó, nhưng mà nó màu trắng. Hoa ổi nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà hoa nằm ở trên cao á, mình chụp hình không có tới. Đây nè, mình tìm thấy được có 1-2 trái nhỏ xíu vậy thôi đó. Là bây giờ bắt đầu mới một trái nhỏ nhỏ. Đến khoảng tháng 10 là có trái để ăn rồi đó các bạn. Để lần sau mình sẽ quay những cây khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.